Hàng năm nước ta có rất nhiều người chết vì bệnh gan, trong đó nguyên nhân hàng đầu là do virus viêm gan B, C và sau đó là do rượu bia. Các chứng bệnh về gan khi ở giai đoạn nhẹ thường không có biểu hiện rõ rệt hoặc thoáng qua, không cản trở sinh hoạt nên người bệnh thường không để ý. Khi phát hiện, thường bệnh đã ở giai đoạn nặng. Các cái triệu chứng gây bệnh gan thường gặp đó là chán ăn, kém ăn, rồi ăn vào thì là chậm tiêu, đầy bụng, đau hạ sườn phải, vàng da, rồi sạm da, có những cái mẩn ngứa, rồi mề đay. Bệnh gan nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như xơ gan, ung thư gan. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu thuốc đông dược, Trafaco đã đầu tư nghiên cứu dòng sản phẩm thuốc bổ gan, giải độc Boganic bằng việc sử dụng dược liệu trồng tại Việt Nam là Atiso, rau đắng đất và bìm bìm. Sự phối hợp của ba vị thuốc giúp bổ gan, lợi mật, thông tiểu, giải độc. Sản phẩm Monic là cái sự phối hợp là Atiso, rau đắng đất, bìm bìm, thì đấy là một sáng tạo của các thầy thuốc Trafaco. Cái Boganic này thì nó được làm từ cái nguyên liệu trồng trọt thu hái theo cái khuyến cáo của Tổ chức Thế giới. Từ Atiso tại vùng Sapa của Lào Cai, bìm bìm thì tại vùng Hòa Bình và rau đắng đất tại vùng thu hái tự nhiên của Phú Yên. Với những nghiên cứu bài bản từ dược liệu đầu vào và qua thực tế sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước, thuốc bổ gan Boganic đã được Hội đồng chuyên gia của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế trao giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt năm 2014. Boganic dùng cho các trường hợp suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều rượu bia, các trường hợp viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, táo bón, dị ứng, nổi mề đay do bệnh gan gây ra. Boganic có tác dụng giảm cholesterol huyết, dùng cho các trường hợp xơ vữa động mạch, mỡ trong máu cao. Không dùng Boganic cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, người bị viêm tắc mật, người tỳ vị hư hàn. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Boganic bổ gan giải độc, sản phẩm của Trafaco. Con mời mẹ. Thôi con ạ, dạo này mẹ ăn không tiêu. Bố cũng không ngon miệng, lại bị táo bón. May quá, nhờ thuốc Boganic mà bố mẹ đã ăn ngon miệng hơn. Thuốc bổ gan Boganic với nguồn gốc thảo dược, bổ gan, giải độc, mát gan. Dùng Boganic khi chức năng gan kém, uống nhiều bia rượu, gan nóng, dị ứng, táo bón, ăn không tiêu. Không dùng khi bị viêm tắc mật, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Boganic, bổ gan, giải độc, mát gan, sản phẩm của Trafaco.